Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề giải độc và khôi phục lại năng lượng, tạo ra may mắn trong cuộc đời của bạn. Trường năng lượng nhạy cảm của bạn có thể hấp thụ năng lượng lo lắng từ người khác. Điều này thường dẫn đến sự mệt mỏi về lòng trắc ẩn hoặc quá tải về sự đồng cảm. Điều quan trọng là phải giải phóng năng lượng của bạn hàng ngày, và đặc biệt là sau bất kỳ cuộc gặp gỡ tiêu cực hoặc tình huống căng thẳng nào, bạn phải loại bỏ cảm xúc mọi lo lắng hoặc năng lượng tiêu cực mà bạn có thể đã hấp thụ. Sau đây là những cách bạn có thể sử dụng để giải độc cảm xúc và khôi phục sự cân bằng năng lượng cho cơ thể, tâm trí và tinh thần, khiến rung động tích cực bạn được nâng cao, tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạn khỏe mạnh và tạo ra may mắn trong cuộc đời của mình. Hãy nghỉ giải lao thường xuyên trong ngày để giải nén và khôi phục lại sự cân bằng. Bạn có thể dành thời gian yên tĩnh này thông qua thiền định, viết nhật ký hoặc suy ngẫm. Chỉ mất 5 phút để hiệu chỉnh lại năng lượng của bạn, giải tỏa bất kỳ cảm giác tiêu cực nào đến với bạn trong nhật ký. Hãy hỏi trái tim của bạn, con người hoặc hoàn cảnh này cho tôi thấy điều gì về hình mẫu của chính mình. Bạn không cần phải ép buộc một phản hồi mới, bạn chỉ cần cho phép khoảnh khắc tự nhận thức này diễn ra. Nghỉ ngơi trên các phương tiện truyền thông, bao gồm mạng xã hội, hoặc điều chỉnh có chọn lọc vào các phương tiện truyền thông chính thống. Đang lo lắng hoặc dễ bị tổn thương, bạn rất nhạy cảm với những năng lượng tiêu cực trên thế giới ngay bây giờ. Biến vòi hoa sen hoặc bồn tắm hàng ngày của bạn thành một nghi thức thanh lọc để làm sạch trường năng lượng của bạn sau một ngày căng thẳng. Hình dung nước như ánh sáng lỏng giúp loại bỏ các năng lượng độc hại từ ngày của bạn hoặc những tình huống bạn trải qua trong ngày. Xem các năng lượng tiêu cực đi xuống cống, lặp lại, rửa sạch, lặp lại. Bạn có thể tham gia các hoạt động như là yoga, xoa bóp, châm cứu hoặc các hoạt động năng lượng để thải độc và mở ra cho bạn luồng năng lượng tích cực. Một trong những tư thế yoga phục hồi yêu thích là gác chân lên tường. Bạn có thể làm điều này trong văn phòng của mình hoặc thậm chí trước khi đi ngủ, để làm dịu cơ thể và tâm trí và khôi phục lại sự cân bằng. Dành thời gian trong thiên nhiên có thể làm sạch hệ thống năng lượng của bạn. Chỉ cần đặt chân vào khu vực có cỏ, tựa lưng vào gốc cây hoặc nằm trên mặt đất có thể giúp bạn tập trung và khôi phục sự cân bằng cho năng lượng thể chất và cảm xúc của bạn. Hãy để làn gió nhẹ nhàng làm sạch trường năng lượng của bạn. Đặt ranh giới năng lượng lành mạnh bằng cách tạo ra không gian năng lượng cá nhân xung quanh bạn. Điều này sẽ giúp bạn không tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực của bất kỳ ai khác, đưa ra lời khuyên không mong muốn hoặc cố gắng khắc phục tình hình. Hình dung bất kỳ người nào hoặc tình huống nào mà bạn đã tiếp nhận năng lượng tiêu cực trong ánh sáng màu hồng. Thực hành thiêng liêng này phong ấn năng lượng tiêu cực khỏi bạn, bởi vì sự rung động của ánh sáng màu hồng chi phối vũ trụ vật chất. Nó cắt đứt kết nối của bạn với những rung động thấp hơn, để bạn có thể sống cởi mở và không ảnh hưởng đến năng lượng của chính mình. Và sau đây, Quốc Anh sẽ hướng dẫn tất cả các bạn những lời khẳng định tích cực để có thể nâng cao rung động của mình. Sự khẳng định mạnh mẽ có thể nâng cao sự rung động của bạn, đặc biệt là khi bạn cảm thấy sợ hãi, thất vọng hoặc nghi ngờ. Bằng cách chuyển những suy nghĩ tiêu cực sang tích cực một cách có ý thức, bạn sẽ thay đổi tần số rung động của trường năng lượng. Sự thay đổi năng lượng này hỗ trợ sức khỏe, sức sống và hạnh phúc tối ưu. Khi lặp lại những lời khẳng định đầy sức mạnh này trong suốt cả ngày, bạn sẽ khiến tâm trí tĩnh lặng, vượt ra khỏi suy nghĩ và đi vào sự tĩnh lặng. Bạn cũng trải nghiệm nhận thức sâu sắc hơn, bởi vì sự rung động của lời khẳng định cho phép bạn tiếp cận nhận thức hiện tại. Cuối cùng, bạn khám phá ra con người thật của mình
và nhận ra bản thân ở cấp độ linh hồn. Hãy thực hành thả mình vào không gian trái tim của bạn và sử dụng những lời khẳng định đầy sức mạnh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tập trung vào sự lên xuống của hơi thở. Chú ý hơi thở của bạn khi bạn hít vào và thở ra. Hít thở sâu và từ từ thở ra. Đầu hàng với hơi thở của bạn và cho phép nó trở nên nhịp nhàng, giống như những con sóng vỗ bờ. Để ý xem bạn cảm thấy thế nào. Khi bạn hít vào, hãy hít vào tình yêu với bản thân. Và khi bạn thở ra, hãy thở ra bất kỳ nỗi sợ hãi hay căng thẳng nào. Hãy lấp đầy không gian trái tim của bạn với lòng biết ơn đối với con người của bạn và giải phóng mà không có bất kỳ phán xét nào hoặc những suy nghĩ nào hoặc cảm xúc nào trên bề mặt. Khi tâm trí bạn lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý của bạn trở lại hơi thở, trở lại trung tâm và trở lại trái tim của bạn. Theo dõi hơi thở của bạn đến giữa lồng ngực của bạn, đến trung tâm tim của bạn. Đặt nhẹ bàn tay của bạn lên trái tim của bạn, hít thở thêm vài hơi và đi sâu hơn vào trái tim của bạn. Hít vào và nhìn vào bên trong với tình yêu của chính mình. Thở ra và nhìn ra thế giới với tình yêu của người khác. Làm điều này cho đến khi hơi thở của bạn nhịp nhàng và bạn cảm thấy bình tĩnh và tập trung. Hình dung đặt một viên ngọc trai có ánh sáng trắng ở trung tâm của trái tim bạn. Cảm nhận nó đang phát ra ánh sáng trắng rạng rỡ từ thời điểm này. Cảm nhận năng lượng này tràn ngập trái tim, cơ thể và tâm trí của bạn. Thấy mình được tắm trong nguồn năng lượng thần thánh rạng rỡ này. Điều kỳ diệu của tạo hóa. Đây là ánh sáng của con người bạn, bản chất thiêng liêng của tình yêu. Mở rộng trái tim bạn như một cầu nối bên ngoài cơ thể và tâm trí của bạn, đưa bạn sâu hơn vào con người thật của mình. Cảm nhận năng lượng này phát ra từ trái tim của bạn theo mọi hướng. Lặp lại câu thần chú: tôi yêu bản thân, trong khi bao quanh mọi tế bào trong cơ thể bạn bằng năng lượng chữa lành này. Hãy ở lại đây một chút và lặp lại: tôi là tình yêu. Bây giờ, khi bạn trải qua một ngày, hãy chú ý đến bất kỳ suy nghĩ tiêu cực, tự ti và thay thế chúng bằng những lời khẳng định đầy sức mạnh. Sau đây là 11 lời khẳng định bạn có thể sử dụng trong suốt cả ngày để giữ cho trái tim của bạn luôn rộng mở và năng lượng của bạn được nâng cao. Tôi biết ơn những gì vũ trụ có sẵn cho tôi ngày hôm nay. Tôi thực hành lòng từ bi đối với bản thân và người khác. Tôi trải qua một ngày của mình một cách dễ dàng và bình an. Tôi xứng đáng được nhìn thấy, được nghe thấy và được thừa nhận vì tôi tồn tại. Tôi biểu lộ tình yêu, hạnh phúc và muôn vàn điều tốt đẹp. Tôi chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của mình và tận dụng hoàn cảnh một cách tích cực. Tôi lấp đầy cuộc sống của mình bằng những gì tích cực và khiến trái tim tôi hạnh phúc. Tôi đang yêu và hòa bình với bản thân, những người khác và trái đất. Tôi tạo ra sức khỏe, sức sống và hạnh phúc. Tôi có quyền năng để hình dung và tạo ra bất cứ điều gì trái tim tôi mong muốn. Tôi bước ra khỏi vùng an toàn và hướng tới ước mơ của mình bằng cả trái tim can đảm. Bạn hãy lặp lại những lời khẳng định này suốt cả ngày. Tập trung sự chú ý vào những sự kiện tích cực trong cuộc sống của bạn và nhận thức được bản chất thiêng liêng của bạn trong dòng chảy cuộc sống. Hãy tin tưởng rằng bạn có thể chữa lành hoặc biến đổi cuộc sống của mình bằng cách chấp nhận những gì đang ở ngay trước mắt, ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh đã đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.